Ok, chào Mạnh. Lần đầu tiên thì em có thể giới thiệu cho các thầy cô cũng như các bạn biết được một số thông tin của mình. Hiện tại là em là sinh viên khóa nào và hiện tại thì công việc hiện tại của mình đang là gì? Em là sinh viên của lớp CB14 và em tên là Vũ Văn Mạnh. Xin chào các thầy cô và các bạn đang theo dõi. Hiện tại thì em đang thực tập và đang làm việc tại doanh nghiệp nào? Hiện tại thì em đang training tại công ty Luvina. Tức là CB14 là em đang còn khoảng gần 1 năm nữa mới mới tốt nghiệp đúng không? Vâng Tức là ạ. đang thực tập tại bên công ty Luvina. Thế thì cho thầy hỏi là trong cái quá trình mà mình vừa đang học ấy, mà mình đi ứng tuyển sang cái doanh nghiệp của Luvina ấy, thì khi cái làm cái bài test thì em có cảm thấy là nó khó khăn gì về kiến thức không? Đối với bài test của công ty thì sau khi học xong bên đây và qua test bên vài công ty thì em cũng cảm thấy là tương đối và cũng tùy theo công ty nó test như thế nào thôi ạ. Thì cái vấn đề bên công ty này là test theo cái IQ và nó cũng không test về trình độ kiến thức của mình nhiều. Thì tương đối là cũng tự tin khi đi test ạ. Thế thì khi mà bây giờ em đã thực tập bên đấy là mấy tháng rồi nhỉ? Hiện tại em đã training được gần 1 tháng nhưng mà chỉ là thời gian bạc tham, thì nếu mà tính ra là chị cũng chỉ được có rơi vào tầm 60 tiếng. 50 tiếng đúng không? Dạ. Thế thì bên đấy thì khi em sang thì công ty họ đã cho em làm những cái công việc gì rồi? Hiện tại thì họ sẽ cho em biết được các cái quy trình làm việc của họ và cho em đọc các cái code code và để cho mình hiểu được các code, và sẽ nếu chỗ nào mình không hiểu thì họ sẽ hướng dẫn mình và cho mình làm quen với lại môi trường công việc. Thế thì so với cái kiến thức mà em đã được học ấy, với cả cái code hiện tại bên ngoài cũng như là cái dự án mà họ đang làm mà mình được cơ hội mình tiếp cận đấy, thì em có đánh giá gì về cái năng lực của mình, mà tức là mình có bám sát được với họ hay không, tức là khoảng được bao nhiêu phần trăm luôn? Nếu mà so với kiến thức mà học ở trường và so với công việc thì em bám với bên công việc thì cũng chỉ được có độ tầm 50 đến 60%. Khi mà em vào công ty ấy, thì là cái những cái kiến thức ở trên trường thì gần như là em lại phải được đào tạo lại một lần nữa. Nó sẽ Hệ hướng thống dẫn lại đúng cho không? em hệ thống lại từng bước chạy của từng dòng code, từ bắt đầu là từ khi khởi động cả chương trình, bắt đầu khởi động cả một cái project, thì là bắt đầu chương trình này nó bắt đầu chạy từ đâu và nó phải chạy qua những chỗ nào và khi nào và nó chạy như thế nào thì nó mới ra được cái chương trình. Thì đa số họ chỉ hướng dẫn là bắt mình làm sao hiểu được cái luồng đi của cái dòng của cái code đấy, chứ họ không có kiểu gọi là bắt mình phải thuộc hết nhiều kiến thức. Thế thì về kỹ năng thì mình có cần phải trang bị thêm kỹ năng gì không? Kỹ Ngoại năng ngữ. thì ngoại ngữ thì nếu mà cũng tùy theo công ty thôi, bây giờ cũng đa số thì họ nói chung tùy là tức là nếu mà cái dự án đấy họ có cần giao tiếp với nước ngoài thì theo như em được biết bên công ty Luvina họ sẽ có đào tạo tiếng Nhật. Đúng rồi, nó Nếu là tiếng cho Nhật. những ai mà làm với các dự án mà không có BSI gọi là người chuyên giao tiếp với người Nhật đấy, hoặc là theo dự án lâu dài thì họ sẽ được đào tạo chuyên ngoại ngữ riêng về cái đấy. Còn đối với công ty khác thì em nghĩ thì chắc họ sẽ chuyên hơn về tiếng Anh. Vậy thì cái trong cái quá trình mà mình học ấy, thì em có tức là đánh giá như thế nào về toàn bộ cái chương trình mình học đến thời điểm bây giờ, về kiến thức là như thế, là em thấy là về cái nền tảng công nghệ cũng như các kiến thức là mình học đến là đã ổn chưa đấy, và nhà trường có cần bổ sung thêm những cái gì cho các em để nó tốt hơn không? Nếu mà nói về kiến thức thì em thấy những cái kiến thức mà thuộc dạng là cơ bản như C cộng là tức là các cái về rồi tư duy logic thuật toán thì em thấy trường là mình là tương đối khá ổn. Còn khi mà các cái công nghệ mới như của các cái em đang vừa học này thì em nghĩ là như em á thì em cũng có thể là em tự hiểu được, nhưng mà khi mà đối với các bạn ấy em thì nghĩ là các bạn thì ít tìm hiểu thì em nghĩ là thầy cô nên giải thích tại sao
khi mà một cái chương trình nó lại chạy ra được như thế, tức là cái luồng đi của nó, rồi giải thích tại sao là cái kết quả đầu ra, cái kết quả đầu ra của cái này là như thế nào, hoặc là phải giải thích như thế nào để có thể cho được cái kết quả đầu ra của cái một cái công nghệ mới. Thì thường công nghệ mới nó có các cái phương thức mới nó được áp dụng vào ấy. Ví dụ như hiện tại em học về Spring MVC, Hibernate với lại GSF. Thường thì cấu hình thì cũng chỉ cấu hình theo các bài tập thầy được sao, nhưng mà đôi khi là xem thì họ có thể làm theo được, nhưng mà họ thực chất họ lại không hiểu. Đấy, như thế. Ok em. Vậy thì so với cả cái những cái bạn mà đang vào cùng với em đến từ các trường đại học ấy, thì em có đánh giá như nào, tức là mình cái trình độ, cái năng lực của mình so với họ thì là mình như thế nào? Nếu mà trình độ của mình so với họ thì mình cũng không thua kém nhiều đâu ạ. Nếu có thua thì cũng chỉ có thua những người họ siêng năng và họ chăm chỉ nhiều hơn mình. Kiểu như họ có kiến, họ chịu khó và họ sẽ có nhiều kiến thức hơn thôi. Nếu mà mình có chịu khó thì mình cũng sẽ bằng được họ chứ không. Tức là cái key quan trọng nhất là mình phải chịu khó chăm chỉ đúng không? Vâng. Rồi ok em, vậy thì cái phong cách giảng dạy ở của nhà trường thì em thấy thầy giảng dạy như thế là cái kỹ năng rất là ổn chưa? Đối với em là em cảm tụ người vì là người học. Cách truyền đạt của thầy. Cách truyền đạt của thầy thì cũng tương đối gọi là ổn thôi ạ. Chứ không thuộc dạng là ổn lắm. Cái đấy nói chung là em cũng không phải nghĩ là cách truyền đạt của thầy nữa, mà do cái khả năng tiếp thu của các bạn. Tại vì các bạn là không tiếp thu ngay từ cái giai đoạn ban đầu rồi, thì sau về sau, càng về sau thì họ lại càng kiểu nó vượt quá cái tầm của họ ấy. Họ không theo kịp nữa, thành ra là họ sẽ khó hiểu được những cái kiến thức mà thầy cố gắng truyền cho họ, bảo họ. Rồi ok, cảm ơn Mạnh hôm nay là cũng đã dành một thời gian chia sẻ cho thầy cô cũng như các bạn hiểu được về công việc của mình đi thực tập đi trên đỉnh ở doanh nghiệp như nào. Xin chúc em là trong thời gian tới là mình vượt qua các thử thách của doanh nghiệp và có một cái chỗ đứng ở trong công ty, làm nào để cho cái tương lai của mình nó tốt hơn. Cảm ơn em. Yeah.